Xin chào các bạn, hôm nay Tiêu đi thả rái cá hoang dã bị săn trộm bắt trở về với thiên nhiên, lại bị cái con chó Phú Quốc theo dõi. Với Tiêu cũng muốn thả một bé vọc về rừng, nhưng chú vọc con này quá thông minh, mỗi lần bắt nó lên cành cây, nó liền chạy về ôm chân, luyến tiếc không muốn rời xa. Đúng là loài vật có tình mẫu tử nhất trong tự nhiên là con vọc. Cũng đang tìm cách thả nó đây. Nhiều khi suy ngẫm, thấy việc giải cứu động vật của Tiêu thiệt ác, giống như đem con bỏ chợ. Tion chỉ cứu động vật chứ không thể nuôi dưỡng, do luật pháp Việt Nam không cho phép và thủ tục để nuôi động vật hoang dã quá rắc rối, chi phí lại quá cao. Thà không đóng tiền cho nhà nước, Tion còn có thể cứu được nhiều loài vật hơn đang bị bắt bán cho nước ngoài mỗi ngày.